Người vợ đầu tiên của Thạch Hạo là Thanh Y. Ở quá khứ, Thanh Y và Thanh Nguyệt tiên tử của kỷ nguyên tiên cổ có rất nhiều điểm tương đồng. Có khả năng là Thanh Nguyệt tiên tử luân hồi hoặc niết bàn. Ngoài ra, Thanh Y còn là thứ thân của Nguyệt Thiền tiên tử của Bộ Thiên Giáo, một người chia ra làm chủ thân và thứ thân. Thanh Y sinh ra và lớn lên tại Tam Thiên Đạo Châu, nàng mang một vẻ đẹp, linh diễm thoát tục, với trang phục màu trắng thanh khiết, cũng là một thiên tài trong tu luyện. Hành trình nhân vật tại hoang vực bên ngoài thành đô Thạch Quốc, ma nữ giúp Thạch Hạo bắt Thanh Y làm tù binh. Thạch Hạo muốn bắt luôn cả ma nữ, nhưng để nàng chạy thoát. trở lại hoàng đô Thạch Quốc, dưới sự chủ trì của mẫu thân Thạch Hạo là Tần Di Ninh, Thanh Y bị cường ép cùng Thạch Hạo kết hôn. đêm tân hôn, Thanh Y nhiều lần bị Thạch Hạo đùa giỡn, thậm chí nụ hôn đầu tiên của nàng cũng bị hắn cướp đi, thân thể cũng bị ôm ấp sờ soạn qua một lượt lúc này chủ thân nguyệt thiền đánh tới phá hủy đem đồng phòng của hai người chủ thân nguyệt thiền tiên tử muốn giết thứ thân thanh y nên hai người nảy sinh mâu thuẫn sau một hội đại chiến chủ thân nguyệt thiền thua chạy hôm sau thanh y cùng thạch hào trở lại thạch thôn ở thạch thôn thanh y thấy được một thạch hạo khác với mọi khi nàng chính thức hiểu được nội tâm thạch hạo minh bạch tuổi thơ cùng tao ngộ của hắn trong đại kiếp bất vực Thạch Hảo trúng quyền rũ của tiên điện mà chết. Thanh Y muốn cứu hắn nhưng không có cách nào. Sau khi Thạch Hảo ngã xuống, Thanh Y cảm thấy bất đắc dĩ, nàng quyết định thông qua cổ lộ trở về thượng giới. Trên đường đi lên thượng giới, Thanh Y đau lòng khắc hạ dòng chữ, tạm biệt, hạ giới. Tam Thiên Đạo Châu, nàng dùng tên giả. Thanh Y, gia nhập tiên thiên thư viện. Sau này nàng cùng Thạch Hảo gặp lại, Thanh Y giúp Thạch Hạo luyện hóa hạt giống và kim bồ quả, nhưng nàng vẫn né tránh không tiếp nhận Thạch Hạo. Thanh Y cùng Thạch Hạo cùng nhau tìm kiếm cổ hỏa, thanh nguyệt diễm. Trong quá trình thu phục hỏa diễm, quần áo hai người bị thiêu rụi, thân thể trần trụi đối mặt với nhau. Thanh Y dung hợp cổ hỏa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này Thạch Hạo không để ý an nguy bản thân, hắn dùng toàn lực bảo hộ nàng, giúp nàng thu phục thanh nguyệt diễm. Thanh Y đối với chuyện này vô cùng cảm động tại di địa tiên cổ thanh y gặp lại thạch hạo nàng cùng hắn lịch lãm rèn luyện hai người cùng nhau vượt qua hoạn nạn nàng cùng thạch hạo phát sinh quan hệ thân mật sau đó thanh y tiến vào thiên thần thư viện tu hành nghe được tin thạch hạo vẫn là tại thái sơ của quán trong lòng thanh y vô cùng thương tâm nàng liền cầu xin chủ thân nguyệt thiền dung hợp vì thạch hạo báo thù nhưng bị nguyệt thiền cự tuyệt thạch hạo không chế trở về đoàn tụ với thanh y mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn Thanh Y cũng thừa nhận là thê tử của Thạch Hạo. Bên Hoàng đế quân, Thanh Y cùng với Nguyệt Thiền bị bộ thiên đạo dẫn đi, nàng không có cùng Thạch Hạo trở lại hạ giới. Xảy ra hắc án náo động, Thanh Y cùng Nguyệt Thiền chung hợp, ý thức của Thanh Y làm chủ đạo, nàng trở lại bộ thiên đạo. Thời đại mạt Pháp, hai người cùng bộ thiên đạo đi tới tiên vực. Tại tiên vực, bàn Vương Thành, Thanh Y cùng Thạch Hạo gặp nhau, sau khi biết được Thạch Hạo đã kết hôn với Vân Hy, Thanh Y tan nát cõi lòng. Khi Thạch Hạo trung kích tiên vương cảnh bị tam đại tiên vương vây giết bất mạng, Thanh Y khóc vô cùng thương tâm, nàng hối hận vì không có ở bên cạnh Thạch Hạo. Năm vui và năm sau, Thạch Hảo thức tỉnh, hắn đi vào tiên vực trấn áp tam đại tiên vương. Lần thứ hai tại bàn Vương Thành, Thanh Y cùng Hoang gặp lại nhau. Hoang là tên khác của Thạch Hạo, nàng có rất nhiều lời muốn nói, đau lòng nhiều năm suốt cuộc gặp lại hắn nàng sẽ không rời đi sẽ không rời xa hắn nàng muốn vĩnh viễn ở lại thiên đình làm bạn bên người hắn chiến loạn qua đi thạch hào bình định giới hải bình định hắc ám náo động thanh y may mắn không có phận lạc thạch hào vì bảo vệ đám người thanh y hắn quyết định đem thanh y cùng mọi người trong thiên đình phong ấn bên trong tạm thế đồng quan qua bộ thánh khư thanh y hỏa linh nhi và vân hy đều sống cùng Thạch Hạo, đã có mấy đời con cháu. Thế giới hoàng mỹ, Dạ Thiên, Thánh Khư là ba tác phẩm của tác giả Thần Đông, ba tác phẩm này diễn ra nối tiếp nhau. Ở vị trí thứ hai là Vân Hy. Vân Hy là một trong ba người vợ của Thạch Hạo trong bộ thế giới hoàng mỹ. Nàng sinh ra và lớn lên tại Thiên Thần Sơn thuộc thế lực thiên nhân tộc, từ nhỏ Vân Hy đã xinh đẹp hơn người, nàng hay mang trang phục màu tím. Mái tóc tím như là thác nước buông xóa sau lưng, gương mặt trắng mịn như ngọc thạch. Vân Hy không có nhiệt tình như Hỏa Linh Nhi, cũng không lãnh diễm như là Thanh Y. Nàng giống như gió xuân nhẹ nhàng chạm tới trái tim của Thạch Hạo. Và Vân Hy cũng là người duy nhất sinh cho Thạch Hạo một người con trai trong bộ thế giới hoàng mỹ. Hành trình nhân vật Tại hạ giới, Vân Hy tình cờ gặp được Thạch Hạo, nàng bị hắn hiểu lầm là hung thú muốn bắt về thôn. Hơn nữa, hắn còn đoạt đi bảo bối của nàng. Vân Hy vô cùng tức giận, muốn đánh đập Thạch Hạo. Sau khi tiếp xúc nhiều lần, lâu dần thành quen, Vân Hy đã nảy sinh tình cảm với Thạch Hạo. Đại kiếp nạn giáng xuống, Vân Hy theo tộc nhân rời khỏi lòng giam hạ giới đi tới thượng giới. Tại ba 000 châu thượng giới, thiên nhân tộc cùng chiến tộc chém giết trên bình nguyên màu máu. Thạch Hạo cứu Vân Hy thoát khỏi truy sát của chiến tộc. Vân Hy dung hợp thành công, thiên mệnh thạch trở thành thiên tài được thiên nhân tộc che chở, chiến tộc muốn sát hại nàng, Thạch Hạo vì nàng một đường đại chiến bảo vệ nàng bấy chục vạn dặm, nhưng khi về tới trong tộc thì thiên nhân tộc trở mặt, cùng Thạch Hạo kế xuống cừu hận, quan hệ của Vân Hy cùng Thạch Hạo lần nữa xa cách. Khi Thạch Hạo rời khỏi ba ngàn giới trở về lòng giam hạ giới, tránh né cừu địch khi nhân tộc cùng tới giang hòa nhưng không được chấp nhận vân hy ở lại cùng thạch hạo trở lại hải giới thạch thôn tại thạch thôn vân hy cùng thạch hạo kết làm vợ chồng nàng vì thạch hạo sinh ra một nhi tử đặt tên là tiểu thạch đầu sau đó thạch hạo sử dụng thần nguyên dịch phong ấn vân hy qua một đoạn thời gian hắn sẽ thức tỉnh nàng để nàng gặp con thạch hạo dùng thần nguyên dịch phong ấn cả thạch thôn và người thân bởi vì đề phòng thế tử Thân nhân cùng Thạch thôn bị địch nhân cấp tiên vương hãm hại. Thạch Hạo rời phong ấn của mọi người vào trong Tam Thế Đồng Quan, mục đích ngăn cách tiên vương suy tính. Lúc này địch nhân của Thạch Hạo trải rộng khắp giới hải, chỉ vực tiên vực loạn thế mở ra. Thạch Hạo không có ý định đem mọi người phóng xuất, không bằng chờ khi hắn chính thức bình định tất cả nhân tố bất an. Sau đó để cho mọi người xuất thế tận hưởng thái bình thịnh thế, hoặc là cho dù chính hắn chết đi, bọn họ cũng có thể ở trong tam thế đồng quay né tránh hắc ám náo đồng đại quy mô. Sau khi thế giới diệt thế còn sống sót, đến cuối Bộ Thế giới Hoàng Mỹ, thì Vân Hy cùng đa số người thân của Thạch Hào đều ở trong phong ấn. Qua Bộ Thánh Khư, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Y đều sống cùng Thạch Hào, đã có mấy đời con cháu. Ở vị trí cuối cùng là Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi là một trong ba người vợ của Thạch Hào trong cuộc thế giới hoàng Mỹ. Nàng vốn là công chúa của Hỏa Quốc ở hai giới. Hỏa Linh Nhi lần đầu gặp Thạch Hào là ở tàn tích của Thạch Thôn. Sau đó nàng cùng Thạch Hào trải qua rất nhiều nguy hiểm, từ đó dần nảy sinh tình cảm. Sau đó trở thành vợ chồng. Thiếu nữ Hỏa Linh Nhi, tuổi trường 15-16, làn da nàng trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên nữ, thân hình đẩy đà mềm mại. Nhưng Thạch Hào lại đánh giá Hỏa Linh Nhi là mập mạp, hắn lại còn rất hay phổ mông nàng, sau khi gặp lại thạch hào tại bách đoàn sơn lúc mà bộ thiên cá gặp nạn nàng đã năng nỉ cha mình là hỏa hoàng ra tay cứu vớt đệ tử bộ thiên Cát kế tiếp là tại hư thần giới hỏa linh nhi cứu vị thạch Hạo. thạch Hạo đột phá cực hạn 10 đồng thiên lọt vào vây giết hỏa linh nhi dẫn đầu đại quân đến mới đầu nàng rất hưng phấn lần thứ nhất nàng dẫn đầu một cổ thiết kỷ lớn như vậy khí thế hường hực thế nhưng nàng lại nghe được ba chữ đại mập mạp khuôn mặt nàng liền đem muốn nôn ra máu nàng mập chỗ nào khuôn mặt nàng tràn hợp phần uất thân là công chúa hoàng gia tại nơi đông người nàng bị tên dê sòng quậy âm nên là mập mạp thế nhưng hỏa linh nhi vẫn quan tâm tới an nguy của thạch hạo không lâu sau đó thạch hạo công khai khiêu khích tôn giả thái cổ thần sơn dẫn tới bị đuổi giết công chúa hỏa linh nhi nguyện ý đem gia hư không thú tặng cho hắn để thoát thân nàng vì hắn không ngại đắc tội với tôn giả tại buổi tiệc chúc thọ thạch hoàng trong mắt mọi người, một tiểu tu sĩ minh văn cảnh giới dám cùng với thái cổ thần Sơn Tôn Giả Khiêu Chiến. Thạch Hạo chắc chắn phải chết, không ai dám thân cận với Thạch Hạo, nhưng Hỏa Đinh Nhi liền dám. Nàng đại biểu Hỏa Quốc Đức Chúc Thọ, địa vị không thua thái cổ thần Sơn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng lại ngồi cùng Thạch Hạo, mạo hiểm đắc tội với cao thủ thái cổ thần Sơn. Tổ địa đưa tin, Thạch Nghị ước chiến sinh tử với Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi vội tìm tới, khuyên can hắn tạm đánh mũi nhọn, nắm chặt thời gian tu luyện. Cầu xin phụ thân giảng đạo, Thạch Hạo gặp bình cảnh tu luyện ở Minh Văn Cảnh. Hỏa Linh Nhi mời linh thân phụ thân giảng đạo giúp Thạch Hạo giúp hắn tiến xa hơn. Tiếp xúc thân thể thần mật, Thánh Hoàng Cung, thời khắc Hỏa Linh Nhi đột phá huyết mạch thức tỉnh, lộ ra thân hình trần trụi. Thạch Hạo trấn mắt nhìn mấy lần, còn động thủ đóng cước so món. Bị vác về thạch thôn, sau tiệc tại hoàng cung hỏa quốc hỏa linh nhi cùng vân hy bị thạch hào vác về thạch thôn hắn nói là đem vợ về ra mắt ngoài người nhưng chưa cưới đau lòng lập mộ cho thạch Hạo sau trận chiến đó nàng tưởng hắn đã chết hỏa linh nhi lập một tòa mộ phần trong mộ mai tán đồ vật của thiếu niên nàng từng yêu gặp lại nhau tại thượng giới lúc này nàng không phải thân phận công chúa hạ giới cao quý được ngoài người tôn sùng mà chỉ là một cô nương mặc áo vai thô hàng ngày đi hái dâu hắn cũng không phải tiểu tử kêu gào đánh giết tài hạ giới mà chỉ là hậu nhân của tội huyết nàng không còn là tiểu mập mạp bộ dáng ngây thơ hoạt bát vô cùng xinh đẹp đồng lòng người mà chỉ là một cô gái suy si tình cả ngày trầm mặc ít nói tinh thần chán nản tuế nguyệt như đau không chỉ có trạm đi năm tháng trẻ con của hai người mà những ngày tháng vui cười đùa giỡn có lẽ không còn nữa chính như tiểu sói nói mấy năm này hỏa linh nhi không vui toàn bộ là tổn thương không phải bởi vì mất đi vinh quang thổ xưa mà bởi vì thạch hạo. Tại thượng giới lạ lắm này, nàng không quen một ai. Hùng hay tử mà nàng yêu ngày xưa đã chết trận, không có tin tức của hắn. Nàng muốn vì hắn báo thù, nhưng cho dù nàng cố gắng cả đời cũng không làm được. Tâm tính Hỏa Linh Nhi dần thay đổi, tính cách dần dần trở nên trầm mặc ít nói. Làm lần nữa gặp lại thạch hạo, Hỏa Linh Nhi vừa đến phát khóc, mặt mày hớn hở. Chờ ta trở lại mà người nhìn hết thế gian tươi đẹp vẹn vẹn một câu chờ ta trở lại mà người nhìn hết thế gian tươi đẹp chỉ một câu nói mà một nữ tử suy tình chờ hắn thêm mấy ngàn năm phàm nhân bất quá sống được và các chục năm cho dù cảnh giới trước mắt của hỏa linh nhi chỉ sợ có mấy trăm năm tuổi thọ để một nữ nhân dùng cả đời đợi chờ trong tuế nguyệt chỉ bởi một câu chờ đợi ta trở lại mà người nhìn hết thế gian tươi đẹp hỏa linh nhi thông tin đặc lý hỏa linh nhi từng nói với thạch hạo Người phải cẩn thận, cái gì tranh bá, cái gì tạo hóa cũng không sánh bằng việc sống sót. Không nên mạo hiểm, bảo vệ tốt cho mình. Tại trong mắt của nàng, chỉ cần hắn bình an tại là đủ rồi. Nàng không cần hắn vàng danh thiên hạ, nàng chỉ một lòng mong ái lan bình an mà sống thôi. Nhưng nàng không thể năn nỉ hắn từ bỏ con đường của mình, làm bạn nàng một đời một thế. Nàng làm không được, bởi vì nàng không muốn một ngày nào đó, trong tương lai, hắn bị vì quyết định đó mà hối hận hỏa tan gặp lại. Thiếu nữ kia rất mộc mạc, vải thô áo gai, màu da tuyết trắng, nàng đã lộ ra chân chung. Đôi mắt sáng mang theo hơi nước, lông mi rất dài, đang rung động nhẹ nhẹ. Hỏa Linh Nhi dáng người cao gầy, so với nữ tử bình thường cao hơn ra một đầu. Nàng có được dáng người rất hoàn mỹ, đường cong chập trùng, màu da trong suốt như ngà voi. Sau khi khôi phục dung mạo, cả người nàng đều là linh khí. Trong lòng nàng rung lên, từng bước một đi tới, nhìn về thiếu niên phía trước, hai người gặp lại nhau rất bình thản cũng không có đại bi đại hỷ chỉ có một loại ấm áp còn có một loại tình cảm chân thực bộc lộ quan tâm lẫn nhau thạch hạo nhiều lần yêu cầu hỏa linh nhi liền ăn trái cây thiên thần quả cảnh giới đạt tới thiên thần cảnh nàng cùng thạch hạo đi tới tổ địa của thiên nhân tộc thạch hạo giết hai người thiên thần bức tự hồ đạo giả của thiên nhân tộc thành hôn hỏa hoài chủ trì hai người thành hôn bên dưới trời chiều hỏa hoàng xếp bàn ở trên một tảng đá xanh lớn thạch hạo cùng hỏa linh nhi bái thiên địa sau đó hai người quỳ lại hỏa hoàng rồi bái nhau kết thúc buổi lễ chỉ đơn giản như vậy dưới hỏa hoàng chứng kiến hai người xem như đã thành hôn lúc này hỏa linh nhi đã khóc ba ngàn châu đã rất lớn mà bên ngoài vẫn còn có thế giới càng mênh mông hơn cửu thiên thập địa cùng biên hoang tràn đầy biến số khó lường nếu có chinh chiến Thiền Hạ sân Hà sẽ nhúm máu. Lần từ biệt này tới bao giờ mới được gặp nhau? Có thể nào trùng phùng, hai người cùng một chỗ, không ngừng nói chuyện, giống như là muốn đem tất cả mọi chuyện trên đời đều nói ra. Mãi cho đến bình minh, hai người lưu luyến không rời, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng Thạch Hào vẫn rời đi. Hỏa tàn năm ấy, hoa nở một năm rồi lại một năm, chỉ vì trong hồng trần này, chờ hắn trở về hỏa tàn phiêu linh an lan đem toàn bộ tội châu cùng với hỏa linh nhi chụp vào dị vực. lúc này thạch hạo vô lực ngăn cản hắn phản phất nhìn thấy hỏa linh nhi dựa vào cây hỏa tàn đang chờ hắn. trên bầu trời có vô số cánh hoa màu hồng rơi xuống bay lạ tả một lớp lại một lớp ông ánh trong suốt hỏa tàn tàn lụi bay xuống một mảng đỏ tươi phấp phới theo gió hỏa tàn hòa nở và năm sau lần nữa dị vực đột kích Lúc này một nữ tử mang theo hỏa diễm khí tức nồng đậm, bốc cháy hừng hực, hắc hỏa phần thiên, bên ngoài cơ thể nàng có chân hoàng, chu tước bay lượn từ hỏa diễm màu đen hóa thành. Trên bầu trời truyền đến mùi thơm ngát, cánh hoa phấp phới, từng mặt ống ánh như là một mảnh quang vũ đầy trời vẫy xuống, kia chính là hỏa tan hoa, bây giờ cảnh còn nghi mất, thân thể hình dáng vẫn như cũ, nhưng người kia đã không phải hỏa linh nhi nữa. Nằm vào năm mười vạn năm trôi qua, gặp lại nhau tại tiên vực, cảnh còn người mất. Năm mươi vào năm sau, Thạch hạo thức tỉnh, hắn đi vào tiên vực trấn áp tam đại tiên vương. Sau đó hắn gặp đại được nàng. Nhiều năm qua, nằm một mực không có ly khai thiên đình, bởi vì trở thành hắc ám sinh linh tốc độ tu luyện của Hóa Linh Nhi càng nhanh đã là tuyệt đỉnh chân tiên. So với mấy vị thiên tài cửu thiên còn nhanh hơn, ngang bằng thập quan vương cùng tiểu thiên giác nhĩ. Thạch hạng đại hắc ám Hóa Linh Nhi phục dụng cửu sắc tiên đan nhưng không hiệu quả. Nguyên thần của nàng không có trở về, khiến cho Thạch Hạo phi thường phiền muộn. Hơn 200 vạn năm, cuối cùng hai người gặp nhau. Thạch Hạo tiến vào chung cực cổ địa, hắn cùng với thương đế đại chiến. Rốt cuộc hắn tìm được nguyên thần của Hỏa Linh Nhi. Ba người hồng đế muốn diệt sát Hỏa Linh Nhi để đá kích Thạch Hạo Thạch Hạo bởi vì bảo hộ nàng mà bị đánh thương nặng, Thạch Hạo tìm cơ hội trụ xuất đại trường lão cùng Hỏa Linh Nhi, xé rách hỗn độn hư không, để hai người tiến vào chi địa không. Vì để cho Thạch Hạo yên tâm đại chiến, Hỏa Linh Nhi chỉ có thể trốn ra xa. Mới gặp nhau, lại chia xa, khiến nàng tràn ngập bất đắc dĩ cùng đáng chát. Nhưng nàng không có biện pháp gì. Thạch Hạo lâm vào hiểm cảnh, nàng không muốn làm gánh nặng của hắn. Thạch Hạo dùng hai đạo quang hoa bao lấy hai người, giúp hai người đi xuyên vạn cổ trời cao, hắn lo lắng hai người bị thương hoặc nguy hiểm. Ngay tại bên trong quang hoa đều có lưu lại một cốc trường sinh tiên dược, Thạch hảo lưu lại thần hồn ấn ký lên hai người để sau này dễ tìm kiếm. Mười mấy vạn năm lại tương phùng. Chiến dịch qua đi, Thạch Hảo bình định giới hải, bình định hắc ám náo động, giải quyết hỏa lớn, trảm diệt khư không, một mình hắn đi vào vùng đất không biết cứu được Hỏa Linh Nhi. Hai người lại lần nữa trùng phùng, Hỏa Linh Nhi cười, khóc, trong ánh mắt có nước mắt rơi xuống. Lâu này đợi mười mấy vào năm, đúng thời điểm Thạch Hạo gặp nguy hiểm, nàng vô cùng lo lắng. Thạch Hạo vì nàng lau đi nước mắt, hắn nói khẽ: đừng khóc, ta mang ngươi về nhà. Tốt, về nhà. Hỏa Linh Nhi càng thêm nhìn không được khóc lớn, bị nhốt nhiều năm như vậy, nàng có vô tận tưởng niệm, tưởng niệm cố thổ, tưởng niệm ngày người xưa. Thì nhưng nàng biết, thế gian khẳng định đã vật đổi sao dời, có ít người nàng sẽ không còn được gặp lại. Cảnh còn người mất không thể tránh khỏi, nhưng nàng cũng không phải đặc biệt sợ hãi, bởi vì nàng có thạch hảo bên người, có thể làm bạn cùng hắn là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Chúng ta trở về, Hỏa Linh Nhi thúc thích khóc, trong lòng nàng buồn vô cớ, nàng biết phụ mẫu đều không có ở đây, cảm giác đau khổ khiến nước mắt rơi không ngừng. Sau khi nàng biết Thạch Hào đã có nhi tử tiểu Thạch Đầu, Hỏa Linh Nhi có chút trầm mặt, nàng có chút thương cảm, nội tâm chua chua, nhưng nàng không oán, Ngăn cách nhiều năm như vậy, luôn có rất nhiều chuyện nàng vô lực ngăn cản. Nàng thầm nghĩ, nếu nàng không rời đi, có lẽ tiểu thạch đầu chính là con của nàng cùng thạch hạo. Khi biết tiểu thạch đầu vì thạch hạo mà huyết tế, hỏa linh nhi che miệng lại, nước mắt rơi xuống. Nàng lo lắng thạch hạo, mất con thống khổ, hẳn phải tổn thương cỡ nào. Nhất là tiểu thạch đầu huyết tế mình vì phụ thân mà hiến tế. Hỏa linh nhi an ủi thạch hạo, nàng biết thạch hạo công tham tạo hóa trấn áp muôn đời thành tựu tiên đế thì sao chứ nàng không có để ý nàng vẫn coi hắn là thiếu niên kia vui vẻ hoạt bát nhìn thấy bộ dạng này của hắn nàng vô cùng khó chịu nàng biết được thâm tâm thạch hạo phi thường khó chịu dù sao hắn cũng đã mất đi quá nhiều về sau hỏa linh nhi ngủ say nàng cùng hắc ám hỏa linh nhi hung dung hạp quy về một thể thường hải tăng điền nhân thế biến thiên cho nên trong lúc nhất thời nàng không muốn tỉnh lại trong mộng nàng hoài niệm chuyện xưa, nàng cảm thấy phản phước lại về tới hoa tan, về tới mùa hoa nở kia, trong mộng khóe mắt của nàng mang thêm nước mắt. Thành hạo nhìn thấy trong lòng khẽ rung, có chút đau lòng. Theo người tiến vào trời xanh, lần thứ nhất, Thành hạo tiến vào phía trên trời xanh, tám vào năm sau, hắn mang về một vài thứ cho Phật kỳ lạ, cứu sống được vài người cũ. Thành Hảo phát hiện phía trên trời xanh là đầu hồ hắc ám, mềm mông vô bờ, cực kỳ nguy hiểm ta muốn cứu sống tiểu thạch đầu ta muốn cứu sống liễu thần ta muốn cứu sống thạch nghị tần hạ bọn hắn dù là có ít người hài cốt không còn ta cũng muốn đánh vỡ lòng giam kia để các người xuất hiện lại trên thế gian hoàng thiên đế lần này hoàng thiên đế quyết tâm mạo hiểm đi sâu vào trong hắc ám hỏa linh nhi khăng khăng đi theo chết không chia lìa ta đã bỏ qua một thời đại dù là nơi đó nguy hiểm cũng mang ta lên đi ta muốn đi nhìn một chút cùng người đồng hành hỏa linh nhi kiên quyết đi theo dù cho hoang kiếm trảm ra vào cổ, tách ngang bầu trời, chia cắt thế giới hoàng mỹ cùng hắc án vô bờ, nhưng Hỏa Linh Nhi vẫn chọn đi theo thạch hạo. Cho dù hắc án vô cùng nguy hiểm, đại chiến thảm liệt, tàn khốc vô cùng. Trên đây là danh sách ba người vật của thạch hạo. Được mình sưu tầm và tổng hợp lại. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh tóm tắt truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.